not only playing, not going somewhere. That is correct. The whole day. À, chào các bạn. À, gia đình của chúng tôi đang trên đường đến thăm phim trường phổ quát Hollywood ở thành phố Los Angeles. Thì các bạn biết từng biết là Hollywood là cái kinh đô điện ảnh của Hoa Kỳ. Thì khi mà muốn vào thăm khu vực này đó thì mình phải mua vé, là cái giá vé là $120 cho một người. Và nếu mà mình muốn được thêm nhiều quyền ưu tiên đó, mà mình bớt phải xếp hàng đó, thì cộng thêm $30 nữa. Còn với cái khi mà vào cái này đó, thì phải có cái khu vực, qua cái khu vực bãi đậu xe, thì cái giá vé, cái giá đậu xe cho mỗi chiếc xe ở đây là tùy theo loại là $65, $40 và $30. Đó, mà khi mà vào cái khu vực này đó thì mình phải qua cái cửa kiểm tra an ninh chống khủng bố, cũng giống như là ở các kiểm tra an ninh ở các phi trường vậy đó. Và mình cũng phải là đưa giấy tờ chứng minh đã tiêm chủng vaccine COVID-19 thì họ mới cho vào. À, thì bây giờ chúng tôi đang ở trong cái khu vực cái phim trường này. Thì các bạn thấy là mặc dù dịch bệnh nhưng mà số lượng người vẫn là rất đông. À, thì chỗ này là người ta kiểm tra vé này. Thì mình đã mua vé trước rồi cho nên người ta kiểm tra qua cái hệ thống điện tử đó. Đó này, mới sáng sớm này, thành số lượng người cũng là khá đông rồi. Trưa xế thì cái lượng người đông kiếm. Bây giờ chúng ta vào cái xem cái show đầu tiên biểu diễn ngày hôm nay. Giờ mời các bạn xem ha.
Tiger Woods. Who's got that golf ball? Hold that thing up nice and high. The kid has got my golf ball. No, it's all right. We might actually need these people. Bag this.
Jesse. Give me a weapon, Chuck. Weapon! Try, try, try. Oh! That looked very painful from where I was standing. Come on, fish boy, let's go. Me and you, man against fish. Come and get it. Threat has ended.
Rồi, show đầu tiên cũng hấp dẫn quá phải không các bạn? Thì show này coi như là sắp chấm dứt. Thì hẹn gặp lại các bạn ở cái video kế tiếp ha, với những cái màn hấp dẫn, mê ly, rùng rợn, lộn ruột, lộn gan. Rồi, hẹn lại gặp lại các bạn ha. Ladies and gentlemen, we're pleased you enjoyed.